Ê, sao tự nhiên lại nhảy một phát vào giường ngủ vợ chồng tôi thế? Em nghe bên phòng chị có tiếng ồn. Chính xác. Qua đây em coi chị có bị gì không. Em bảo vệ chị. Có chuyện gì hả chị? Có gì không? Một chuyện động trời. Trời ơi, động trời hả? Ra đây xem, ra đây, ra đây, ra đây. Gì vậy chị? Đây. Chồng chị chụp với cái con nào mà nó xa. Con này không phải con người, con này là con quỷ mà, trời ơi. Mà nó không biết là nó xấu. Nó vẫn tưởng nó đẹp. Xong đây lại còn nay tờ, nó còn không thế này nữa chứ. Em ơi, nhìn có lộ tóc lên không? Ôi, nó xấu, nhìn nó thô bỉ, nó thô tục. Trời ơi, nhìn nó như một thằng đàn ông. Trời chồng chị. Ê, chị đừng nói là bữa nay chồng chị cặp với con này nha. Chị đấy thì nó gửi hình qua nó khoe đấy. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi. Thôi chết rồi, chết rồi. Chị đấy. Không lẽ là bây giờ chồng chị có bệnh? Chồng chị bị cái con mắt chồng chị bị sao rồi? Có lẽ là bây giờ là giống như là đổi gu rồi. Không có thích những cái dáng vẻ mà mảnh mai liễu yếu đầu to này nữa. Bây giờ chuyển sang thích mấy con mà nó xấu lạ. Cơ bắp mà nó thô, mà nó xù xì như một thằng đàn ông vậy đó. Chết. Bây giờ là chết đàn ông rồi. Đàn ông cái khẩu vị và thẩm mỹ nó thay đổi lạ lùng nhỉ. Chị ơi, bây giờ cơm ăn hàng ngày còn ngán. Nói chi là vợ. Lâu lâu ta phải đổi vị đúng không? Đúng rồi, lâu lâu là phải tự đi ra như cháy cơm lên để ăn. Đó. Bây giờ là chết rồi, bây giờ là ảnh chuyển sang ảnh thích cơ bắp rồi. Thế bây giờ phải làm sao để giữ chồng? Giờ chị phải làm sao đi? Bây giờ một là chị phải nhường chồng chị cho mấy cái con thô lỗ đó. Ôi điên à. Thế thứ hai là chị phải tự thay đổi chị thôi. Bằng cách nào? Thì chị bây giờ chị đi tập tạ đi. Tập tạ, tập đồ lên, hít đất đồ vô, ghim vô. Đồ hơn nó luôn. Ôi cái này khó quá. Tôi nhìn. Thế mất chồng thôi. Bây giờ chồng chị chuyển sang thích style lạ rồi. Chết rồi. Ôi con cứ nhìn. Em nhìn con đấy là con quỷ. Con đấy là con quỷ chứ hết rồi. Trời ơi. Mà em nói thiệt nha. Chồng chị vì cái con đó mà bỏ chị. Tức là chị còn xấu hơn con quỷ đó nữa. Có điện thoại, có điện thoại cơ. Để ai gọi ở đây như thế này nhỉ? Số lạ, số lạ. Số lạ hả? Alo. Alo. Anh là ai? Cái gì? Nghĩ sao mà kêu là anh trai? Không thấy nói giọng phụ nữ hả? Hả? Tôi là người yêu của anh Tú nè. Cô hãy đi ra khỏi nhà đi, hãy buông tha cho anh Tú đi. Sao trên đời này lại có người mà cả cái cơ thể, cái thân hình và đến cả cái giọng nói cũng là đàn ông thế nhỉ? Tôi chính là cái người mà cái người phụ nữ mà có thân hình đàn ông ở trong cái hình đó. Ai vậy chị? Cái con quỷ đấy đấy, nó gọi đến đấy. Con quỷ cái đó hả? Con quỷ đàn ông đấy. Gàn quá. Mở rạ lửa đi. Mở rạ lửa. Alo, vẫn đang tiếp tục nghe đây. Hãy buông tha cho ảnh đi. Hãy buông tha đi. Ủa, anh Hải? Anh hả? Anh giỡn gì kỳ vậy? Hải nào? Tôi không phải là chồng của cô. Cô hãy đi ra khỏi nhà đi. Hãy buông tha cho ảnh đi. Cái giọng rõ ràng mà. Cái gì? Này, thế đằng ấy ơi. Thế ngoài cái thân hình và cái giọng nói của đằng ấy giống đàn ông, thế đằng ấy còn cái quái gì khác giống đàn ông nữa không? Ngon. Ngoài cái giọng với cái mặt ra thì tất cả tôi đều là phụ nữ. Hãy buông tha ảnh đi. Bực bội quá ha. Con quỷ cái này bây giờ mình mà không xử nó không coi chị ra cái gì hết. Đúng rồi, bây giờ phải xử nó. Bây giờ chị phải làm một cái hành động gì đó đi. Bây giờ chị đi về nhà mẹ chị. Về nhà mẹ hả? Chị đi về nhà mẹ chị, chị lấy hành lý, chị đi về nhà mẹ chị. Chịu khó quay mặt qua chụp mới được em. Trời ơi. Kì. Tưởng quỷ trong điện thoại á. Liệm gì anh bắt tôi dễ con gái rồi chi cho nó khó khăn vậy ta. Thôi mày làm ơn mày ngồi xuống đi. Mày ngồi xuống mày nói chuyện đi. Chứ mày đứng hồi chắc tao ói á. Tự nhiên bắt tôi dễ gái vậy, đỡ làm cái gì? Phải bất khả kháng thôi. Chứ thiệt ra giờ vợ tao mới gọi điện nói là hả, ráng ở nhà đi, bà đang trên đường về. Mà còn mấy trận nữa. Ráng giờ chụp làm sao á cho bà thấy được cái hình. Thấy tao tưởng tượng là tao đi với gái không? Bà ghen bà bỏ đi tiếp mới coi được đá banh hiểu không? Ừ. Ráng giúp nha, miễn sao là nó không quay về là được. Không quay về là được, nhớ không? Miễn chiêu mà không quay về là được chứ gì. Đúng rồi, đúng rồi. Ok. Cáp cứu ơi, trời đất ơi, chết rồi. Tú ơi, Tú ơi, Tú ơi. Tú ơi, coi vợ mày nè. Vợ mày nó bị gì nó xỉu. Trời ơi, con ghê xỉu quá. Vợ này đó, đó. Nó, trời ơi, nó xỉu ở ngoài trước á. Trời đất ơi, là trời không coi vợ mày. Đó, bây giờ nó lặt lìa lặt lại nè. Đó, thấy chưa?
Đó, bây giờ ai là gật qua là nó gật qua, mà gật lại là nó gật lại nè. Đó, bung lên là nó bung lên rồi đó, thấy chưa? Sao mày đứng đó vậy? Ở đây đứng đấy được rồi. Đứng đấy gì? Mày che gì vậy? Hả? Ồ, trời đất ơi. Tú ơi, mày quá đáng lắm rồi nghe Tú ơi. Trời ơi, vợ mày không có ở nhà, cái là mày dẫn gái vô nhà phải không? Trời ơi, đội màng hả cô? Cô đội màng hả cô? Hả trời ơi, tóc dài hơn vợ nó. Nè, cô xây cái mặt cô qua đây coi. Trời ơi, kinh thần thiên địa ơi. Tao chưa từng thấy một cái cô gái nào mà nó xấu banh nhà như vậy. Mày hốt vô đây mày làm gì vậy? Hả? Có tốt lắm, cô tốt lắm, cô tốt. Hả? Con gái con đứa vậy mà bà vô phòng riêng của người ta là sao? Hả? Chú, dạ, tự nhiên phòng của con chú nhào vô rồi làm kệ người ta đi, người ta dễ thương mà. Trời, mày đổi gu hả? Giờ sao mà mày lựa người vậy mà? Nam không đã nam, nữ không đã nữ. Con quỷ đấy, chú ơi, giờ đừng nói nhiều, giết nó chết đi chú. Không vô đây đẻ trứng, giết nó chết. Nè anh Tú, em không ngờ nha, anh bị nó tẩy não quá. Cho nó chết. Quay đây, quay đây. Để anh bảo vệ cho em, anh bảo vệ cho em. Chết rồi. Rồi đó, anh bảo vệ cho em nữa kìa. Anh bảo vệ cho em. Cái con, tôi hết chịu nổi rồi nhá. Bây giờ mười rõ cái bản mặt và cái bản chất mà lăng loạn của anh nhá. Cái con kia, ra đây cho tao nhìn mặt. Đi ra đây, đi ra. Rồi. Qua lôi nó ra con. Con mày vô nhà xử lý nó đi. Mày mày giật chồng người ta hay sao? Mày xấu rồi, dắt đi giật chồng. Trời ơi, con ơi nó rụng rầu. Trời ơi, nó ung thư quá trời. Trời ơi trời. Mày trời ơi, lông mi giả. Lông mi. Nó giật. Chú.